Hàng chục mẫu thiết kế ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, nghiên cứu mới của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và một số trường đại học trên cả nước đã được trưng bày tại Triển lãm Khoa học và Sáng tạo 2022 tại Hà Nội. Đây là sân chơi trí tuệ được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời hỗ trợ kết nối các sản phẩm nghiên cứu tiềm năng nhanh chóng được ứng dụng trong thực tế. Đây là chiếc xe tự hành đa tầng, có khả năng giao nhận hàng hóa. Xe được lập trình để có thể tự nhận diện đường đi và di chuyển chính xác đến điểm đến. Người nhận sẽ được cung cấp một mã QR giúp xe nhận diện và trao trả đúng món đồ mà người đó đã đặt trước. Xe giao hàng tự hành bình thường thì nó có thể thực hiện ở trên một mặt phẳng. Còn xe đa tầng của bọn em thì có thể thực hiện ở tất cả các tầng và nó có thể điều khiển thang máy di chuyển theo mong muốn của nó bằng cách là truy cập vào server và điều khiển thang máy qua hệ thống server. Còn nhóm bạn trẻ này đã tận dụng vỏ sầu riêng, một phụ phẩm nông nghiệp bỏ đi để tạo ra loại vật liệu có thể sử dụng để tách và thu hồi dầu trong các sự cố tràn dầu. Ban đầu chỉ là những miếng vật liệu nhỏ. Sau cùng, nhóm nghiên cứu đã phát triển thành những tấm vật liệu lớn hơn, có khả năng xử lý tuần hoàn. Trong cái quá trình nghiên cứu thì bọn em có nhận xét là cái vật liệu này nó có cái dung lượng hấp thụ khá là tốt, nhưng mà bọn em cần phải tối ưu hóa các điều kiện chế tạo cũng như là cái khả năng hấp thụ của nó, và bọn em sẽ hướng tới tương lai sẽ là hướng tới những cái tấm vật liệu như là tấm vật liệu như trên hình này. Triển lãm Khoa học và Sáng tạo 2022 hướng tới giới thiệu các sản phẩm có thể ứng dụng cao thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, môi trường, nông nghiệp, y tế. Những dự án tiềm năng sau khi được thẩm định sẽ có cơ hội thu hút vốn đầu tư và tiếp tục phát triển ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp. Trong cuộc thi này thì nó có mấy mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là mình tìm kiếm những tài năng, phát hiện, động viên, hỗ trợ kịp thời để các em sinh viên và các thầy cô là phát triển. Đấy là việc quan trọng nhất. Điều thứ hai nữa rằng là gì? Từ đó thì mình sẽ lựa chọn ra là những cái kết quả mà có thể là đi tiếp phát triển hơn về mặt khoa học, về mặt công nghệ và đặc biệt là về đường mà sáng tạo. Không chỉ cổ vũ, động viên tinh thần đam mê sáng tạo khoa học của các bạn sinh viên, sự kiện còn là cầu nối giúp những sản phẩm công nghệ mới tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm nhanh chóng được ứng dụng vào hoạt động sản xuất, tạo ra hiệu quả kinh tế.